Lúc này sắp bỏ chí tí mê trầy. Nơi tháng ngàn kia, bây rồi khai cả đặc chân nằm chút tố xã bột xã cà rách bì bòn bàm bà rơi hốc xa buồn. Trên nâng tháng ngày tí buôn khai vệ chạy ca chân nằm bì bòn mập hấy, cảm vị thêm đồ sử thó và bà xã xã cà rách chạy. Đại đất nông đói, bà mạ hạt thòm mì lăng cà rào chân sử chún, bàn chai chún nơi tây dự tiên mùi chùm đuôn, cà rõm bà thê nọ bật, sơ lập bạc trái âm lệch, đòl bồ rốt rung cổ đòi tất chùm nụn, nâng cây cà rõ chùm đuôn mùi rối mập hay bà mùi cửa xa. Cà rõm mặt thập ở đây phiếp, xâm đách bà mạ hạ ở rây vũng bần đất khi sử văn rốt nà, nâng lô chùm tiêu nhanh sắc khón, xâm đách cà lào xó khình. Nâng lô chùm tiêu ốc nhà hay mạch chật tà mạ hạo bà xí cá, bù tà xa xa nút bà thầm, mời bà lại cái cầm giàn. Ai dạ đòm xó xô khà, rốt lê khá thị cá cột xuống, dù ở chùn nâng cây lá, bà rộng tàng lô chùm tiêu, cài xuống xô phì. Đồng miền tí tăng nâng nông vọp xa xa khăn đạc chá, khôn bò xa bớ, xa rốc bà nê bà rè, khát bàn tí miền chày. Nông nông miền dù bà chùn xó xó yô co chùm nôn chật xập nét, bết chùm nôn đọc răm pi nét, krong prak xá chùm nôn prà bùn nét, mê phùm chùm nôn pram nét, kru chùm nôn pram bùn nét, nâng krong chá yam chùm nôn đọc răm mùi nét. Đài khăn mùi nét mùi nét từ tuôn bàn, bằng có mỹ nâng tức trái chế đàm, đồng bây xâm rùa đọc cà lùm bá, khăn nông bết đài rôn kru, đòi xa tức chùm nôn nì, xôm ọ bà kún, nâng xôm ọ kún.